ngập ngừng sông núi sông mây. Anh theo em về đây, bạn mường treo leo dốc núi. Xôn xao tiếng pi chạy vào con suối reo vui. Ai ơi ta cùng về, về đây vui hồi cầu mùa. Đưa nhau ta cùng về, chẳng quản vượt sâu núi cao. Điều tâm hát giao duyên, trao em vòng bạc làm tim. Xuân sang hoa mơ nở trắng, tiếng khen môi xuân sang gọi bạn. Bếp nhà sàn thối hồng tình yêu lứa đôi. Alo Mẩu à? Ừ, giỏi đấy, sao anh gọi mãi nghe máy thế? Giờ này công việc bận bịu thế cả. Này, anh dặn đây này. Nhớ nhá, là chọn cho anh là ba nhá. Trước sau là ba. Ừ, trắng trẻo, mũm mĩm, chân dài này tốt nhá. Chất giống thì chú biết rồi đấy. Này, một em thật đặc biệt vào. Nếu mà làm tốt ấy, anh thưởng riêng cho chú 500.000. Này, tiền không? Này, ông ngồi điều cho ai đấy? Cái gì mà trắng trẻo thì lông mượt, hả, giống tốt là thế nào? Ông định phối giống mới à, hả, đúng không? Đi, tôi đang chọn lợn. Lợn nào? Này, bà trật tự đi nhá. Bà có tin bây giờ bà nói thêm một câu nữa nhá, là tôi ném thẳng vào bà 50 triệu. Giời ơi, gớm chửa. 5 triệu đã có chưa mà đòi ném vào mặt người ta 50 triệu. Vài triệu tôi không có, vài chục, vài trăm triệu tôi có luôn. Trời ơi, tôi nói cho ông biết nhá, ông cứ cẩn thận đi nhá, có thích phối giống này không? Bố, gì? À đây rồi, thằng này, ra mang tiền mang ngay vào đây cho bố, bà cứ ngồi xuống đây. Tiền gì bố? Bố ném thẳng vào gì nhá, cho gì biết thế nào là bố. Tiền nào mà ném thẳng vào gì? Ra lấy vào đây con. Nhưng tiền gì? Cái thằng này bình thường mà mày thông minh thế mà sao hôm nay máu lên não chậm thế con? Cái tiền hôm qua bố bảo con đấy, bố bảo là bố nằm mơ, thấy mẹ con về. Mẹ con lại đẻ hai quả trứng vàng. Hai quả trứng thì tức là 00, đúng chưa? Rồi sau đó bố đưa cho con 1 triệu để con đi đánh con 00. Thế mang tiền về đây thì còn gì nữa. Đề hôm qua về bao nhiêu? Đề hôm qua về bao nhiêu? Hình như 00. 00 cái gì đấy. Ô này. Mang tiền về cho bố. Thế là ông trúng đề à? Chứ còn gì nữa. Ông đánh 1 triệu à? Triệu. Ôi trời, thế thì trúng bao nhiêu? Hỏi con nó thì biết. Trúng bao nhiêu? Khoảng 70-80 triệu. Nghe thấy chưa? Tôi nói cho ông biết chứ nhá. Thì đấy, ông bảo là ông ném thẳng vào mặt tôi 50 triệu, thế thì còn 20, 30 cái số tiền thừa đấy ông ném vào mặt đứa nào? Tôi ném có phải là cái chỗ mà ông vừa bảo đi phối giống mới không? Không. À, gì? Tôi muốn lợn. Tôi ném vào bà nút luôn. Bố con biết rồi. Đấy, bố đưa cho con 1 triệu để con đánh con 00, đề về 00 đấy con. Mang tiền về đấy. Con tưởng bố bảo 00 là không đánh. Nên là con có đánh đâu. Cái gì? Này, mày nói đùa hay thật nhỉ con? Con nói thật mà, đây. 1 triệu của bố vẫn đây. Đây là 600. Bù tí hả con? Mày giết tao rồi. Mày đứa khổ lắm. Rõ ràng tôi đưa cho mày 1 triệu. Tại sao mày lại không đánh? Chi bảo không đánh. Rồi, ôi, ăn cái gì? Mày lại... Trời ơi, mày giết bố mày rồi đấy. Alo, Mẩu à? Ừ, anh đây. Thôi thế cái vừa rồi anh đặt em ấy là để cho nó vui thôi. Chứ anh cũng đặt cho là mấy con lợn xịn thật. Nhưng mà bây giờ khách khứa người ta đặt xong người ta lại không đến ăn nữa. Nên thôi hủy giúp anh nhá. Xịt rồi. Mày. Trung ơi. Trung ơi. Có một tốp khách ở dưới phố lên, có đi chở khách với tao không? Tôi đang tính nên đi không. Tính cái gì? Có khi mày đi đi. Nay mày lại chê tiền à? Không phải chê, nhưng mà tao có cách kiếm tiền tốt hơn. Cách gì? Gấp gần 100 lần mày đi bảng. Này, hôm qua nhá, bố tao mơ là trứng vàng. Thế là tối hôm qua về 00 đấy. Hóa ra bố con mày lại chơi lô đề à? Không được, các cụ đã dạy rồi, có làm thì mới có ăn. Thế bố con nhà mày định không làm mà đòi có ăn á? Không được. Này,
Bố tao mơ hơi bị chuẩn ấy, dạo này ấy có lộc của thần rừng cho nên là mơ con nào chuẩn con đấy luôn. Mà hôm nay ấy bố tao bảo là về 69. 69? Thôi, bố con mày cứ ở nhà mà mơ đi. Tao có đi chở khách đã, chứ tao thì tao chả tin đâu. Ờ, không tin thì thôi, tối nó về thì đừng có tiếc. Đi chở khách đi. Mà này, nếu nó trúng á, từ mai ấy, bố con tao không cho theo đâu. Bảo không nghe. À, gì gì nha. Gì... Ừ, rồi đọc đi. Bà ớt 50.000. Ớt 50.000. Ông chỉ 50.000. 50.000. Chú Thiên 100. Rồi, ớt chỉ Thiên xong rồi. À, đây là hai người xin hai số. Ai ai xin hai số? Thì đấy. À ông à, chú Thiên đấy. Rồi 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 rồi. Xin hai số. Nhân 2. Được chưa con? Đấy, cơ bản đây còn thêm này. Ui dồi, vẫn thêm mà con. Dài lắm. Ui này. Dì phải công nhận nhá, con giỏi. Ờ. Rồi ôi thì làm giàu ở đây chứ đâu. Dì mới con mà kết hợp được vụ này thì giàu ú ú. Đùa với con à? Mà cái bản này bây giờ phải gọi con là thần số học. Thần số học ạ? À? Đúng rồi. Dì sẽ phong cho con là Sùng thần số học. Được không? Đấy, đấy, điện, điện, xin số. Con nghe đi, con nghe đi. Ê... Alo. Ừ. Rồi. Hôm qua ông già mơ là có một thằng nó cầm gậy, nó đập vào tiền. Mà gậy là số 7, tiền là 9. Cứ ghi con 7997 là được. Ừ, như này, không được nói với ai đâu nhá. Đừng nói nó mất thiêng. Lúc ấy không trúng thì đừng có trách. Ừ. 7997. Bao nhiêu con? 7997 của Vân Anh là 200k. 200 cơ? 200. Này, con gì giỏi quá. Thế mà con cũng bịa ra được thì tài thật đấy. Ờ, bịa ra được. Gì được đơn giản đấy à. Hôm nào cũng phải mất cả buổi để nghiên cứu nào. Nào thì lô xiên nào. Ừ. Nào thì soi cầu nào. Ừ. Nào thì lô gan. Hả? Cái gì gan hả con? Số gan tức là gan lì đấy, tức là lâu nó không ra. À tức là cái con lô. Đúng rồi. Nó gan lì. Nó gan lì thì gọi là bao nhiêu ngày không ra. Đúng rồi. Thì nó gọi là lô gan. Đúng rồi. Hay quá, hay quá, hay quá. Được, được con ạ. Được. Được. Sung. Lô gan. Sung ơi. Ừ. Gì đấy? Ôi trời ơi. Từ sáng đến giờ, cô ạ. Ờ. Ôi trời, từ sáng giờ Trúc mới hỏi tao số đấy. Tốt quá chứ sao? Sung, Sung, tao bảo. Này, anh cháy. Anh ấy bảo là hôm nay cho anh một con số chuẩn. Anh ấy bo cho 100k. Ừ, thế cho luôn đi thì... Thế ừ. Con số gì? Gậy đập vào tiền. Gậy đập vào tiền là cái gì? 79. 79. 7997 con ạ. 797. Thêm 97 nữa. Rồi, thế để tao về tao bảo. Ừ, ừ, nhá. Ừ. Bảo đi con. Cháu đi nhá. Rồi, rồi, rồi. Hay. Hay được việc ấy. Được việc, được việc. Nó chịu khó ra phết ấy. Mắt dậy đâu, thằng mắt dậy đâu rồi. Kìa ông. Mắt dậy, sao mày lại lừa đảo bà con như thế? Này, sao lại gọi thần số học là thằng mất dậy? Thần số học cái gì? Tôi nói cho mẹ con nhà bà biết nhá. Mẹ con là bà tại sao lại bịa đặt về tôi như thế được? Tôi xấu hổ lắm, bà có biết không? Bây làm giờ... sao? Làm bà sao con... mà xấu hổ? Bịa đặt cái gì? Cả bản người ta gọi tôi là cái gì bà có biết không? Là gì? Mõ mơ. Hay thế còn gì nữa. Bốn này chuẩn mà. Không phải là mõ mơ không đâu. Người ta gọi ông là ông thánh mõ mơ. Đây, đầy đủ nó phải là như thế. Nếu như mẹ con nhà bà không dừng ngay lại nhá, là tôi sẽ đi thông báo cho tất cả bản biết là tôi không có nằm mơ gì cả. Tôi đi thông báo luôn. Đây, ông kia. Đây. Bao nhiêu số đấy? Ông đừng có mà làm hỏng việc của dì con tôi đấy nhá. Kệ bố mày nhá. Cái việc kiếm tiền này là việc của dì và con. Bỏ bố mày sang một bên. Ghi tiếp. Chứ mình cứ bịa đi. Ghi tiếp, bịa tiếp. Nào. Ừ, vẩn. Thằng Tầng. Ừ. Tầng hả con? 15.000. Này, hơi ít. Đấy. Ngạc. Bây giờ thì tao mới hiểu là sau 6:30 không biết ai giàu hơn ai. Tao cũng có một linh cảm. Sau 6:30 tối nay,
tao với mày sẽ là đại gia mới của bản Lekeng. Tất nhiên. Ôi Sùng ơi, con ơi mất rồi, con ơi mất hết rồi. Mất cái gì gì? Mười mấy 20 triệu, gì con mình tích cóp được, không cánh mà bay rồi. Ôi gì, mười mấy 20 triệu của gì? Con sẽ cho nhân thành mười mấy 20 tỷ luôn. Có được không? Ờ, hai. Này, không bằng nhá, hôm qua chú mõ nhá, chú ấy nằm mơ hái được 2 quả đào tiên mới tự nhiên bị tỉnh giấc. Hái được 2 quả đào tiên á? Ôi giời ơi, thế mà cô lại cứ tưởng là ông ấy đi nhậu nhẹt say sưa ở đâu về, cô mới đạp cho một cái lăn đùng xuống dưới đất. Ôi, cô không phải tiếc. Đến giờ rồi đây này. 02622. Con ơi, con ấy trúng rồi hả con? Đúng rồi, gì ấy? Trúng rồi à? Con đây này, con sẽ là Sùng đại gia của cái bản Lekeng này. Ừ. Còn tao, Ngạn đại gia của bản Lekeng. Ờ, con ơi, con cho gì xem nào. Đâu. Thế là hôm nay về bao nhiêu? Ai. Gọi là 2 quả đào tiên. Đây, con nhìn xem mà mắt gì, có vấn đề gì không? Có bị cái gì ở trong mắt không? Không, mắt sắp sáng rực lên rồi. Sáng rực lên à? Ừ. Thế nhìn thế nào nó lại ra 20 rồi con? 20 là 20 thế nào? Cái cảm xúc mà lúc nhận được nhiều tiền thì là cái hay đùa. Không, gì không đùa. Đây này 20 thế này. Mày xem thế nào? Thế chết rồi. Ơ, sao lại 20 nhỉ? Có phải 20 không? 20 thật này. 20 thật. Ôi giời ơi. Ôi giời. Ông ơi, ông làm sao đây? Bà con cả cái bản đen căng người ta đang nổi đánh tôi như này. Người ta bảo tôi là mõ mơ để ô. Tôi đã cảnh báo với cả mẹ con bà bao nhiêu lần thôi. Lần này tôi không cảnh báo nữa nhá, mà tôi sẽ báo chính quyền, báo công an. Ông ơi, báo công an. Ngập ngừng sông núi sông mây, anh theo em về đây, bản Mường treo leo dốc núi, xôn xao tiếng pi chảy vào con suối reo vui.